Dạ vâng, xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật Mãi Nguyễn Long. Xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc ạ. Vâng, xin kính chào quý vị đã quay trở lại với Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh, và số điện thoại của Nguyễn Long là 0973 126 389 ạ. Vâng, và Nguyễn Long chuyên bán những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật Bãi, được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người một chiếc xe đạp Đoát khung nhôm cao cấp thuộc cái phần mang cái phân khúc thương hiệu là rất cũng rất là nổi tiếng của nước Mỹ, vâng, đó là chiếc Merida quý vị nhá, và thuộc cái phân khúc khá là bình dân, một mức giá là ngoài 10 triệu một chút thôi, ít nhỏ thôi ạ. Vâng, thì cái chiếc Merida này sở hữu cấu hình là khung sườn nhôm siêu nhẹ full nhôm đấy ạ, và cùng với thông số đo thì là dòng ngang là 51, dòng đứng là 45, vâng, tương đương sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m56-57 trở lên cho đến 1m77-71-72 trở về, chạy sẽ khá là phù hợp quý vị nhé. Và một số anh Nguyễn Long sẽ tiến lại ở chiếc Merida khung sườn nhôm này để quay chi tiết hơn cho quý vị cùng theo dõi. Và Nguyễn Long sẽ như thường lệ, Nguyễn Long sẽ cầm cái thước dây để đo cụ thể lại cái thông số cho quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị thấy dòng ngang là 51, dòng đứng là 45, ở quý vị nhé, tất cả đều là tâm. Vâng, sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m57 trở lên đến 1m70-1m71 trở về, chạy sẽ khá là phù hợp ạ. Vâng, Merida một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Mỹ quý vị nhá. Vâng, nó xếp hàng dưới một chếch một chút xíu thôi quý vị nhá. Và model của chiếc Merida này sẽ là Sculptura. Nó Sculptura 400. Nó khung sườn full nhôm. Đó, nhôm siêu nhẹ quý vị ạ. Đấy, nhôm 6066 aluminum. Nhôm rất là nhẹ quý vị nhá. Đạt cái tiêu chuẩn ISO 4210 rất là cao cấp. Độ mới của chiếc Merida này thì nó cũng còn khá là đẹp quý vị nhá, cũng phải xem 87 cho đến 8-90% đấy ạ, xem đấy quý vị ạ, khá đẹp. Người ta cũng để lâu không sử dụng. Đó. Chiếc xe có rất ít các vết xước lớn đáng chú ý nhá, chỉ có một vài những cái vết xước răm trong quá trình sử dụng hàng ngày thôi. Đấy, vì phần càng có một chút xước rất là nhỏ xíu đây thôi quý vị nhá, trong quá trình dựng xe. Như người chủ người ta thông báo thì là từ sau đợt dịch corona bùng phát ở bên Nhật thì là người ta cũng đã dựng xe ở bảo quản ở trong nhà kho, người ta không sử dụng đến. Và đến thời điểm này thì người ta không còn nhu cầu sử dụng thực sự nên là người ta đã quyết định người ta bán chiếc xe này quý vị nhá. Đó, Merida. Phần đuôi càng sau cũng có xước một chút xíu đấy thôi quý vị nhá. Đó, xước rắm nhỏ nhỏ. Trong quá trình sử dụng hàng ngày. Đây là cái phần giấy bóng, giấy dán chống xước khi mà phần xích quẹt xuống chứ nhá, không phải là xước khung đâu ạ, là phần giấy bóng thôi. Đó. Nói chung là cũng còn khá là đẹp. Okay, phần đuôi càng sau. Sculptura 400. Phần khung trên. Vâng, chiếc xe này cũng sở hữu hệ thống dây đi âm sườn quý vị nhá, cả dây phanh và hai dây đề đều đi âm sườn. Ở phần càng trước. Anh vị thấy ạ, cũng tương đối đẹp đúng không ạ? Cũng gần như là không có vết chảy xước lớn nào đáng chú ý quý vị nhá. Đó. Đây. Các cái thông số của nhà sản xuất, anh vị thấy. Đó. Kế là phần gầm của chiếc xe. Đây quý vị thấy còn khá đẹp đúng không ạ? Vâng. Phần gầm của chiếc xe gần như không có vết chảy xước nào đáng chú ý quý vị nhá. Rất sạch sẽ, cả cái phần giò dĩa đây quý vị thấy cũng còn rất là đẹp. Đó. Đó quý vị thấy. Tất cả còn rất là đẹp quý vị nhá. Và đây là cái tem an ninh nội địa Nhật Bản này quý vị này, đấy còn nguyên quý vị nhá, người chủ người ta cũng xưa có đi hủy cho nên nó vẫn còn ở trên xe. Đó, rồi thì có cả chứng chỉ của ISO 4210, rồi thì có cả chứng chỉ của OSI đối với khung sườn nhôm của Merida, chính vậy là chứng tỏ là một cái xe có tiêu chuẩn rất là cao cấp quý vị nhá, chất lượng rất là cao cấp. Đó, và quý vị cũng yên tâm là hàng khung sườn nhôm thì không có sợ lo gì hàng fake hàng copy rồi, và ông Nguyễn Long cũng xin cam kết đó là hàng xe chính hãng, quý vị cũng hoàn toàn yên tâm ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận là dàn đầu ghi đông cọc yên bông tăng. Vâng, thì là bộ chiếc xe này sở hữu cái bộ dàn đầu là
khung dàn đầu ghi đông là bông tăng là nhôm siêu nhẹ và nguyên zin của vườn Merida quý vị nhá. Đó, nguyên zin theo xe đấy ạ. Đây, đấy. Tất cả đèn nó của Merida cũng còn rất là đẹp đúng không ạ? Vẫn không có vết chảy xước nào đáng chú ý quý vị nhá. Đó. Chén cổ FSA. Chiếc cọc yên bằng carbon quý vị nhá. Và ngày từ đầu video Nguyễn Đông đã quên không giới thiệu đó là chiếc có chiếc cọc yên này bằng carbon và nguyên zin theo xe quý vị nhá, đều là của Merida. Đó, cọc yên bằng carbon. Chiếc yên này cũng là nguyên zin của Merida. Bằng theo xe. Và nó cũ bạc màu theo thời gian. Đó. Và cũng còn tương đối là đẹp. Lâu ngày không sử dụng thì bạc quý vị nhá, bạc màu theo thời gian. Phần đầu móp cũng có sờn rách một chút xíu ở cái phần da thôi quý vị nhá. Nhưng không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức và cũng không hoàn toàn không ảnh hưởng gì về chất lượng sử dụng cả quý vị nhá. Đó, hoàn toàn ok ạ. À, như vậy là khung sườn nhôm siêu nhẹ, full nhôm quý vị nhá. Dàn đầu ghi đông bông tăng đều là nhôm siêu nhẹ và cũng là nguyên zin chính hãng của Merida. Cọc yên cũng là nguyên zin chính hãng theo xe và cọc yên là bằng carbon. Yên cũng là chính hãng của Merida, bằng tất cả đều nguyên zin quý vị nhá. Chưa hề có bị lai tạp mất một cái thứ gì ạ. Vâng, tiếp đến là cái bộ chuyển động của chiếc xe Merida này thì đang chuẩn bị sở hữu bộ chuyển động là full Shimano Sora quý vị nhá. Vâng, 2.9L từ 18 tốc độ và sau đây là chi tiết của từng bộ phận của bộ chuyển động. Thì đây. Tay nắp phía bên phải còn khá đẹp đúng không ạ? Đó. Có chút xước rất nhỏ nhẹ ở cái phần nắp trục vậy thôi quý vị nhá. Đó, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức. Đó, còn rất là đẹp. Còn tay nắp phía bên trái. Đây thấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Gần như không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Đấy, thấy rất mới đúng không ạ? Ngắm phanh trước, đây quý vị, Sora, đó, Shimano Sora, rất đẹp. Ngắm phanh sau, đó, Shimano Sora, rất đẹp quý vị nhá. Cùi lip, Shimano Sora, một chiếc lip Shimano Sora sở hữu thông số là 1130 quý vị nhá. Chiếc lip rất còn mới đúng không ạ? Vâng, cực kỳ đẹp quý vị nhá. Sau khi được vệ sinh tẩy rửa nó cực kỳ sáng và bóng ạ, rất đẹp, còn rất là mới, răng rất là vuông. Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng ạ. Chiếc sên Shimano của Nhật Bản đi theo bộ đồng bộ theo bộ group quý vị nhé. Shimano HG. Giò dĩa Shimano sở hữu thông số là 5034. Cùi đĩa Shimano Sora. Đây, tất cả đều đồng bộ của Shimano hết quý vị nhé. Và quý vị thấy cũng rất là đẹp đúng không ạ? Gần như không có vết chảy xước nào đáng chú ý quý vị nhé. Đó. Rất mới đúng không ạ? Và đây độ độ có giá của chiếc sên. Đây quý vị thấy. Cực kỳ ôm và khít đúng không ạ? Vâng, cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ của bộ chuyển động này quý vị nhá, còn cực kỳ là lâu dài. Vâng. Đấy, phía sau của giò dĩa anh thấy cũng không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả đúng không ạ? Vâng, chiếc xe này là người chủ người ta sử dụng khá là ít do là chỉ là để lâu ngày cho nên là một vài bộ phận ví dụ như yên nó bạc màu thôi quý vị nhá. Đây là một chiếc bê đan phẳng hai mặt. Đó. Rất thích hợp với các quý vị có sở thích đi giày thể thao. Giò dĩa phía bên trái Shimano. Đây quý vị rất đẹp quý vị nhá. Bên đàn phẳng hai mặt. BB là trục rỗng quý vị nhá. Vâng, tiếp đến là cái cặp bánh đang trang bị trên bên trên chiếc Merida này thì đó là một cặp bánh nhôm cao cấp mang thương hiệu Acid của Mỹ quý vị nhá. Vâng, những cặp bánh nhôm Acid này là trang hay những cái thương hiệu Ben Slide trên những chiếc Ben Slide tắc mắc là rất hay sử dụng quý vị nhá. Đó, quý vị này đùm Acid. Đó. Và rất là đẹp ạ. Anh vừa bánh trước đó, Acid đó, đồng bộ trước sau còn rất là mới quý vị nhá. Quý vị thấy gặp liền đó, còn rất đẹp đó, quý vị thấy đẹp không ạ? Rất là mới quý vị nhá, tất cả các cằm vẫn còn nguyên zin, sơn xi rất đẹp, không hề có bị bong chóc gì xét gì cả quý vị nhá. Và cặp lốp vẫn còn sử dụng rất là tốt, đây quý vị thấy không hề có xuất hiện các dạng chân chim quý vị nhá. Đây quý vị thấy ạ, ta lông cũng rất là đẹp. Đấy. Không có vết dạng chân chim đâu ạ. Đấy, quý vị thấy. Quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng của cặp lốp này quý vị nhá. Tỉ mật bánh sau. Tỉ mật bánh trước, quý vị thấy. Vâng, kế đến là cái phần phụ kiện của chiếc xe thì chiếc xe có cái phụ kiện người dùng này lại nó có một cái gọng nước tắc quý vị nhá. Vâng, rất là đẹp. Cực kỳ chắc chắn quý vị nhá, bằng composite rất là bền bỉ và đựng bình nước cực kỳ chắc chắn quý vị nhá. Đó, made in Nathanen đấy ạ. Ở nhà sản xuất có in ở phần dưới gầm của cái gọng bình nước này quý vị nhá. Đó. Và đây là cái cọng cái túi treo cọc yên phía sau, là Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi.
Vâng, như vậy là vừa rồi là Nguyễn Long đã giới thiệu rất đầy đủ tổng thể chi tiết tới tất cả quý vị về cái chiếc Merida sở hữu cấu hình là khung sườn full nhôm cùng với lại cọc yên bằng carbon. Đó, và sở hữu bộ chủ động là Shimano Sora bằng 2x9 tốc độ, cộng với lại cặp bánh nhôm của Acid, và độ mới cho xe được vị thấy rồi cũng còn là tương đối là khá đẹp đúng không ạ? Thì cái mức giá thành mà cửa hàng Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Merida Sculptura model là Sculptura 400 này là ở cái mức giá là ngoài 10 triệu quý vị nhá. Vâng, ít nhỏ thôi ạ. Vâng, một mức giá Nguyễn Long thấy khá là hợp lý đúng không ạ? Vâng, để quý vị dành cho những quý vị nào có nhu cầu mua về để kiếm sức khỏe đúng không ạ? Vâng, sử dụng sẽ cực kỳ là bền bỉ quý vị nhá. Mà cái kinh phí để bỏ ra không hề nhiều lắm đúng không ạ? Vâng, thì vậy quý khách nào có nhu cầu mua xe thì xin mời liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973 126 389 ạ. Vâng, số điện thoại của Nguyễn Long có kết nối cả với Zalo quý vị nhé. Và Nguyễn Long có thể để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long thì là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh, và quý vị khách hàng nào ở gần thì có đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một chút tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng với giao hàng bên nhân viên bên bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long vào nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán nốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết lấy toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc Merida này là chiếc xe chính hãng rồi ạ. Vâng, và nó khung sườn nhôm thì quý vị cũng hoàn toàn yên tâm là không có lo gì hàng fake hàng nhái quý vị nhá. Nhưng Nguyễn Long vẫn xin cam kết, và đó chỉ là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng, cho nên là quý khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Và kia là cái phần giấy tờ đấu giá chiếc xe thì là Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Và mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều có kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nhá. Và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Merida full nhôm này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ. Và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu những chiếc xe đạp tiếp theo.